thì nó luôn luôn là những đề tài chắc chắn không thể thiếu. Có những người họ sẽ mượn tình yêu để thốt lên âm nhạc, và đôi khi có những người sẽ mượn âm nhạc để nói lên tình yêu. Và để nối tiếp chương trình, xin mời quý vị hãy hướng về sân khấu và cùng thưởng thức một tác phẩm đến từ anh Ahun. Chắc hẳn rằng quý vị sẽ quen biết anh nằm trong tên Đu Siêu 81. Và hôm nay anh gửi đến và hiện diện trên mảnh đất cao nguyên Đắk Lắk của chúng ta. Và xin quý vị cho anh Ahun và ban nhạc một tràng vỗ tay lớn một nhịp với nhạc phẩm đầu tiên ạ. Xin cảm ơn. Và sau đây cho các anh xin thay mặt ban nhạc đến từ Pleco, chúng ta gửi lời chúc xin gặp lời chào và trân trọng nhất đến toàn thể các vị trong buổi trưa hôm nay. Và kính chúc các vị có một buổi trưa thật nhiều niềm vui và ngon miệng. Và sau đây để mời bài hát đầu tiên, theo lời yêu cầu của mọi người thì cho phép em Đốt Siêu đâu ạ, Đốt Siêu 81 đâu ạ. Đầu tiên mà Hùng và anh được chia sẻ một bài hát rất là quen thuộc, bài được mang tên Chuyện Tình Maya Hi sự việc hôm nay ạ. Maya, 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 Maya.
Xin cảm ơn nhiều anh, xin cảm ơn.